Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, trong vòng 8 năm qua, ông Donald Trump đã thông báo tranh cử tổng thống Mỹ tới 3 lần sau khi ông vừa hoàn thành bài phát biểu tại dinh thự Malaga để tuyên bố về việc khởi động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Đối với nhiều người, thông báo tái tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ không có gì quá bất ngờ, bởi trước đó ông đã có không ít lần úp mở về vấn đề này. Thế nhưng nội dung bài phát biểu của ông Donald Trump, từng câu từng chữ vẫn luôn thu hút sự chú ý của dư luận nước Mỹ và cả thế giới. Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống 2024. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 11 đã đưa ra một thông báo quan trọng về việc tái tranh cử Tổng thống. Sau khi truyền thông đưa tin, ông đã nộp hồ sơ xác nhận việc ra tranh cử một lần nữa vào năm 2024. Tại Florida, ông Trump tuyên bố, nhằm đưa nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại, tôi ở đây tối nay và thông báo tranh cử Tổng thống. Hồ sơ tranh cử của ông Trump cũng đã được nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang trước khi cựu Tổng thống phát biểu. Thông báo này không quá bất ngờ với nhiều người khi trước đó đã được ông Trump nhắc đến từ trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong buổi vận động tại Ohio ngày 7 tháng 11, ông nói sẽ có thông báo lớn vào ngày 15 tháng 11 tại Malaga. Bài phát biểu trước sự chứng kiến của hàng trăm người ủng hộ tại biệt thự riêng của ông và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ, ông Trump mở đầu. Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu vào lúc này. Những người tham dự đồng loạt vỗ tay, gieo hò và cổ vũ khá lâu. Khoảng ba mươi lá cẩm mỹ và nhiều biểu ngữ có nội dung đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại được bài trí trong căn phòng của ông Trump phát biểu. Cũng trong bài phát biểu tuyên bố tái tranh cử, ông Trump chỉ trích cách điều hành đất nước của đương kim tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như liệt kê những thành tựu chính sách mà bản thân ông Trump đã đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ hai năm trước. Khi tôi rời nhiệm sở, Mỹ đã sẵn sàng cho thời kỳ hoàng kim của mình. Ông Trump liệt kê những thành tựu gây nhiều tranh cãi, bao gồm cả việc xử lý đại dịch Covid-19. Chúng ta từng là quốc gia vĩ đại và vinh quang, bây giờ chúng ta là quốc gia đang suy tàn và thất bại. Chúng tôi ở đây tối nay để tuyên bố rằng mọi chuyện không nhất thiết phải diễn ra theo cách này. Chúng ta sẽ đưa mọi người sát lại gần nhau. Ông Trump đã công kích Tổng thống Joe Biden. Những gì họ làm là chỉ ngồi đó và nhìn. Tôi đảm bảo rằng Joe Biden sẽ không thể có nhiệm kỳ thứ hai. Đất nước chúng ta không chấp nhận điều đó. Ngay khi nhận được thông tin này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viết ngắn gọn trên Twitter. Ông Trump khiến nước Mỹ thất vọng. Tuyên bố tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Đảng Cộng Hòa thất bại trước Đảng Dân Chủ trong cuộc đua Thượng viện. Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng ở Hạ viện, song với cách biệt không đáng kể. Cựu Tổng thống nói rằng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, 232 người được ông ủng hộ đã giành chiến thắng, trong khi chỉ có 22 người thất bại. Ông Trump chúc mừng việc Đảng Cộng Hòa đã chính thức giành được Hạ viện. Ông nhấn mạnh bà Nancy Pelosi đã bị sa thải. Theo hãng tin Reuters, việc ông Trump tuyên bố tái tranh cử sớm hơn bình thường dường như nhằm đối phó trước khả năng các đối thủ tiềm năng trong Đảng Cộng hòa như thống đốc Florida Ron DeSantis hay cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence muốn đăng ký làm ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Trong khi đó, phải tới mùa hè 2024, Đảng Cộng hòa mới lựa chọn ứng cử viên chính thức đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Trong trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống năm 2024, ông sẽ là tổng thống Mỹ thứ hai trong lịch sử có hai nhiệm kỳ không liên tiếp nhau sau cựu tổng thống Grover Cleveland chiến thắng vào năm 1884 và năm 1892. Thách thức với ông Trump khi tuyên bố tái tranh cử Mặc dù ông Trump vẫn đang nhận được sự ủng hộ nhất định, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng vẫn có thể đối mặt với loạt thách thức không thể lường trước trong những tháng tới. Sau bầu cử giữa kỳ, ông Trump sẽ phải ra sức dập tắt những chỉ trích nội bộ trong đảng về việc ông không hỗ trợ nhiều cho các ứng viên Cộng hòa tại các bang chủ chốt. Hơn nữa, còn là vấn đề niềm tin của cử tri đã đặt kỳ vọng vào ông trong những lần trước đây. Sau tuyên bố tái tranh cử của ông Trump, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Jamie Harrison đánh giá thấp cuộc tranh cử năm 2024 của Đảng Cộng hòa và cho rằng Trump không phải đối thủ đáng gờm. Ông Harrison nói, Hôm nay chỉ là màn khởi động cho cuộc bầu cử sơ bộ lộn xộn của Đảng Cộng Hòa với các ứng cử viên cạnh tranh để trở thành người Cộng Hòa cực đoan nhất trong cuộc đua. Dân chủ sẽ sẵn sàng cho tất cả. Bên cạnh đó, ông đang đối mặt với một số vấn đề pháp lý, bao gồm cuộc điều tra hình sự về việc liệu ông Trump có mang trái phép tài liệu mật tới dinh thự riêng ở bang Florida sau khi rời nhiệm sở hay không, cũng như một cuộc điều tra về vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn được Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Về phần mình, ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định các cuộc điều tra nhắm vào ông là do động cơ chính trị. Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ từ năm 2017 đến 2021, ông Trump theo đuổi quan điểm chính sách nước Mỹ trên hết. Ông Trump đã thực hiện các giảm thuế, thực hiện chính sách cứng rắn trong vấn đề người di cư, rút nước Mỹ khỏi một số thỏa thuận quốc tế về thương mại và biến đổi khí hậu. Dù nổi tiếng là người khó đoán và dễ thay đổi quyết định và phút chót, ông Trump nhiều tháng qua dường như không che giấu ý định tái tranh cử Tổng thống nếu đánh bại các ứng cử viên khác trong vòng bầu cử sơ bộ để trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa, ông Trump sẽ thực hiện chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ ba trong sự nghiệp chính trị của mình. Các cố vấn cho biết chiến dịch tranh cử 2024 sẽ có đội ngũ nhân viên và ngân sách nhỏ hơn năm 2020, vì ông Trump phàn nàn rằng chiến dịch năm đó thất bại do có quá nhiều người mà chi quá nhiều tiền. Chiến dịch mới của ông dự kiến đặt trụ sở tại Nam Florida ông trump được cho là đang xây dựng đối ngũ cộng sự cho chiến dịch tranh cử với những gương mặt quen thuộc mà ông cảm thấy thân cận và thoải mái theo giới quan sát tuy nhiên ở bên ngoài nền tảng ủng hộ của ông đã suy yếu hơn nhiều so với hai năm trước đây kết quả thăm dò vẫn chỉ ra rằng ông trump là ứng viên được yêu thích trong các cử tri đảng cộng hòa nhưng kể từ khi các ứng viên được ông trump ủng hộ lần lượt thất bại trong các cuộc đua và ghế thống đốc thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ mức độ ủng hộ dành cho cựu tổng thống đang giảm sút nhiều thành viên Cộng hòa khác cũng đã công khai lên tiếng phản đối Trump. Thống đốc Đảng Cộng hòa sắp mãn nhiệm của bang Maryland Larry Hogan hôm 13 tháng 11 kêu gọi đảng tách khỏi Trump nếu hy vọng giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống năm 2024. Ông Hogan nói, ông Donald Trump liên tục nói, chúng ta sẽ thắng nhiều đến mức thế mệt mỏi. Nhưng trong những năm qua, tôi mệt mỏi vì thua cuộc, đó là tất cả những gì ông ấy đã làm. Ông Chris Christie, cựu thống đốc Cộng hòa của bang New Jersey cũng nói, Đảng Cộng hòa chúng tôi đã thua vào năm 2018, chúng tôi thua năm 2020, chúng tôi tiếp tục thua năm 2021 ở Georgia. Chỉ có một người đáng trách đó là Donald Trump. Dù thông báo tranh cử của Trump được thể hiện hoành tráng đến mức nào, cũng sẽ khó làm thay đổi quan điểm của cử tri Mỹ. Theo khảo sát của CNN gần đây cho thấy, 58% cử tri không ủng hộ Trump. Thực tế, khi ông Trump tuyên bố tranh cử, người dân Mỹ đã có những cảm xúc lẫn lộn người ủng hộ, người giận dữ. Tuy nhiên lần này đã có nhiều cử tri đảng Cộng Hòa quay xe trước khi ủng hộ ông Trump, nhưng giờ thì không. Anh Gabriel Rodriguez, 48 tuổi, cử tri Đảng Cộng hòa Texas, từng rất vui khi Trump đắc cử năm 2016. Nhưng đến năm 2020, Rodriguez thừa nhận chỉ bỏ phiếu cho Trump vì ông đỡ tệ hơn người còn lại. Rodriguez nói, tôi sẽ không tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi cho rằng ông ấy không tốt cho hình ảnh của Đảng Cộng hòa. Đã đến lúc chọn một người ôn hòa hơn, ít cực đoan hơn. Còn cô Bruce Prisky, 37 tuổi, ngừng chi đảng Cộng hòa ở bang Virginia cho rằng đã bỏ phiếu chọn Trump năm 2020 vì chính sách kinh tế ông đưa ra. Tuy nhiên lần này cô cho rằng Trump không phải là tương lai. Cô nói, đã tới lúc ông ấy đứng sang một bên, ông ấy đã hết thời, hãy để người khác dẫn dắt. Ông ấy không phải ứng viên tôi thích. Tôi rất muốn xem ai sẽ thách thức ông ấy trong vòng bầu cử sơ bộ. Ông ấy sẽ tiếp tục lãng phí tiền bạc và sức lực. Cùng chung cảm xúc, anh Alex Hyder... 31 tuổi, cử tri độc lập ở bang Georgia cho hay, anh từng hai lần bỏ phiếu cho ông Trump nhưng bây giờ thay đổi thái độ. Hayter nói, tôi khá tức giận với ông ấy mà cuộc bạo loạn ở Capitol là giọt nước tràn ly. Hayter tuyên bố lần này sẽ không bỏ phiếu cho Trump như hai lần trước vì có cảm giác ông ấy đang phá hoại đảng Cộng Hòa. Anh nói, tôi chỉ muốn ông ấy không dính dáng đến chính trị, hy vọng ông Trump không thắng trong vòng bầu cử sơ bộ. Ron DeSantis có vẻ là người phù hợp để thay thế Trump. Nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ hiện coi ông Trump là ứng viên yếu hơn so với một số người, chẳng hạn như thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhiều người đảng này cũng cho rằng ông Trump sẽ bị đánh bại. Nhưng sau đó cuối cùng, ông Trump vẫn giành chiến thắng. Liệu lịch sử có lặp lại lần thứ hai, tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Mọi trường hợp có thể xảy ra tại một cuộc bầu cử nước Mỹ, mỗi người đều có ý kiến của riêng mình, sẽ là quá sớm để có thể kết luận được điều gì. Tuy nhiên, việc ông Trump thông báo tái tranh cử Tổng thống năm 2024 hứa hẹn cũng sẽ tạo nên một đường đua vào Nhà Trắng cực kỳ gắt gao, trước mắt là trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các video sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.